Hello, Hello, nghe rõ không? nghe rõ. Điệp ra chào thư quan, chào hết cả nhà. Đang chạy đi làm. Nghe anh gì mới nói chuyện xong nè. Ai ơi việc. Ai về? Ông nói cái gì vụ bộ đội Việt Nam gì đó Thái Lan gì đó, đi qua đi lạ đi đánh thấy chạy gần chết à, Thái Quan nói chứ đúng không? Mình cũng có ông chú ruột, em ruột của ông già đó là cũng là bộ đội Campuchia đó, ổng là lính đặc công, ổng cũng đi lính đặc công hồi xưa thì ổng cũng có kể nhiều chuyện về lính đâu này kia hay lắm. Anyway, cái vụ mà đi qua tới Thế bộ là đội Việt Nam mình mà đi qua tới Thái Lan á, thì nó có liên quan tới cái chuyện có con bác này cũng hơi chắc cũng là hồi xưa là chắc cũng là cựu quân nhân bộ đội Việt Nam mình đánh bên Campuchia đâu đó, thì thời gian hòa bình sau này rồi ổng đi chơi dắt mấy đứa cháu đi chơi thôi, đi đường bộ đồ này kia, đi du lịch qua qua Cam xong rồi sẵn tạt qua Thái cho mấy đứa nhỏ nó biết cái dân phòng biên giới đồ Thái Lan nó hỏi cho con baseball xuất trình baseball, ông nói ủa sao mắc gì coi baseball, cái nó ủa thì ông đi qua nước tôi thì ông phải coi baseball, tôi phải coi baseball chứ, ông nói, mẹ hồi xưa xe tăng tao chạy qua chạy lại tao chạy chạy vô xong tao chạy ra rồi tao chạy vô nữa, không có con nào hỏi Có nào hỏi chuyên đề đâu đúng không? Hồi đó tao lấy xe tăng tao chạy vô Thái Lan, có Thái Lan nào hỏi chuyên đề đâu, đặt gì hỏi chuyên đề phải đâu. giờ tôi mày đặt rồi baseball rồi nói tới cái vụ này cũng có nhớ cái thằng Thái Lan hôm bữa, nói chung là mình cũng hơi lu su bu, cái cũng hơi lu su bu chút. Mẹ cha nó hôm bữa cái vụ đá banh nè, mình cũng nhảy ra nhảy vô bình luận bóng đá được chơi và mấy anh em ở Việt Nam thôi, không nói chung là mấy cái group mà có đá banh gì đá banh rồi đó, tự đâu có thằng Thái Lan nhảy vô mẹ cha nó cứ 2-0 go home nó cứ 2-0 go home ý là đó mình bị thua 2-0 rồi mình đi về á. Đâu mà tôi tức quá, tôi cũng bấm qua tôi cũng nói qua nói lại à, tụi bay chơi kiểu vậy vậy tụi bay nhờ cái team tụi bay tới 13 thằng lận chứ không thôi 11 thằng là tụi bay chết cha với tao rồi. Bấm qua bấm lại hồi riết cho tới ngày hôm nay luôn, mẹ người ta đá banh cả tháng trời rồi đâu đó cầu thủ nó về nó nghỉ ngơi vì nó mệt nghỉ rồi, giờ tôi nó cũng còn dây dưa nữa chán ghê rồi. Mình bực bội mình cũng phang mình mẹ tụi bay hồi xưa thời chiến tranh mà tao mà bên Việt Nam tao mà bộ đội tao mà qua tới đó tụi bay run tụi bay sợ gần chết chứ giờ tụi bay còn bày đặt láo. Mẹ mắc cười thì thôi, mình nói hồi ảnh không biết mình bị cái gì luôn rồi. Xin lỗi ra chút xíu để mình hướng dẫn cho Cao Đăng Phú ấy. Anh Cao Đăng Phú, anh ngó trên cái màn hình của anh á, nó có một cái logo nó hình giống như hình hình cái danh bạ mà nó màu xanh lá mạ nha, màu xanh lá mạ, thì anh bấm vô đó nó sổ ra cái chữ là gửi yêu cầu xin tham gia đó. Anh bấm vô thì nó lên đây thấy, thì anh mời cái là anh lên nè. có anh gì lên hả? Mình lên rất vui tí xíu thôi Không, cái này lên được ba người mà không sao, người ra cái à, nói đúng đi. rồi đúng rồi quên 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 hôm nay Bên Trang á, bên Trang thì mới lên được một người thôi, còn bên Nick thì lên được ba người. nay có cái vụ Facebook được lên tới 3 người chỉ cộng thêm người nói nữa là 4 đúng không? Ủa mà anh Long Thủy cho hỏi nghe, hồi đó mà chắc anh đâu đi đi lính tăng đâu mà anh biết, mà lỡ qua anh kia là không biết là lính lính Campuchia hay lính Thái Lan có hỏi chuyên đề của mấy ông xe tăng không biết ha. Thay vì đúng không? Ủa mà ông chạy đầy ông có chuyên đề hay không hay gì đó. Khổ ghê, giờ mà đặt luôn bu nó bò với bé
hồi xưa mình ở, mình có kể thời quan là mình ở Thủ Đức á, thì ở Thủ Đức thì có cái gì ta, quân y viện 7C, biết mấy chú đúng rồi, còn hiện tại vẫn còn, 7C vẫn còn mà bây giờ thành cái bệnh viện ngon lành lắm á, bệnh viện 7C đó. Thời đó trời ơi, mình ở ngay đó mấy anh thương binh rồi này kia cũng đi vào trong đó trị bệnh mà làm thương phía bên Long Bình đó, đúng chiến không? Trường, chiến trường đó là kia. Gọi là thương bên Long Bình. Thời đó thôi nó cũng ác liệt, mà tụi mình đi học về là đi gom gom lại gặp mấy ảnh ra ngoài ngồi chơi, mấy ảnh kể chuyện mà nghe đã thì cái đi. Bây giờ mà còn mấy anh cựu chiến binh nào kia mời mấy ảnh lên kể chuyện rồi hồi xưa rồi đánh nhau nghe cho nó sướng rồi. Đây nè, trong đây có anh Long Thủy nè, anh Phạm Văn Sĩ nè, anh Nguyễn Lộc nữa, nhiều kể chuyện cho em út con cháu rồi nghe. Có một ông nữa, có một ông nữa mà chắc hôm nay ông không lên đâu, ông đó. Ông đó ông đang ở bên Minoseta đó, chắc giờ lạnh quéo quá, quéo lên nổi. Để coi cái thời chiến tranh Campuchia lúc đó ra khỏi bụi gai rồi. Chui ra khỏi lùm rồi. Này đâu mất tiêu rồi. Anh thường chỉ nhớ thoát ra ngoài rồi Hằng Nghĩa ơi. Khổ. Này, có gì tiết mục gì không? Nay mình có nói Việt Rai, quên đó. tiếp đi Việt Rai. Ở bên đó thì Việt Rai có bao giờ tiếp xúc với cộng đồng người dân Campuchia ở bên đó không? Cái chỗ của mình thì cộng đồng Campuchia không có nha. Không phải là không có, nhưng mà nói thiệt ra rất là ít. Rất là ít. Tại vì cộng đồng Campuchia theo mình biết ở chỗ Bắc Cầm có nè. Hình như chỗ Bắc Cầm có. Hơ Mông. Em gửi yêu cầu thử xem bích lên. Mấy người Hơ Mông có phải là cộng đồng, có phải Campuchia luôn không ta? Đâu phải đâu, phải không? Không, Hơ Mông khác. Hơ Mông khác. Campuchia ở chỗ mình ít lắm. Chỉ có ở chỗ mình là chỉ có người Việt. Rồi chết Việt Rai rồi. Ông nói xấu Campuchia, nó phải có người Campuchia gốc lên luôn nè ông. Có giờ Campuchia gốc lên luôn kìa. Có Campuchia gốc lên luôn. Nói xấu Campuchia hồi nào. Đó đội nón Campuchia luôn đó, ghê chưa? Đội mẹ tụi bay nãy giờ tụi bay nói xấu. Chết mẹ giang hồ lên. Ủa thiệt cái chứ ông đội cái nón này mình tưởng đâu là nguyên cái tháp gì ở bên Campuchia. Anh co. Ông già là con ếch hồn vậy. Xe qua xe lại nãy giờ tụi nó cũng chia sẻ tương tự, bên nay tụi mình nói chuyện vĩ mô quá. Rồi sao yên ru không nghe tiếng. Đâu dám lên. Lâu ông già chơi cái đấy thôi, nhưng mà có điều hơn quá, nói một cách khác hơn quá. Rõ ràng thằng ai ở Việt nó cũng đúng là có nghĩa là cái dân Campuchia đó giống như người Việt Nam mà chống những người mà chống Việt Nam chống cộng bên này vậy, cũng có, nhưng mà cái bàn tay cũng lông lá của thằng Bỉ nó suối. Thì nó một cái may mắn cho tao, gia đình tao á, thì ông nuôi tao thì người Lào, chắc không phải là người Campuchia, rồi cho người mà ở đó thì ta cũng đỡ, mà cái người Lào á, cái người Campuchia, người Lào á, người Việt Nam á, thì nó hay cứ nói một câu là một nhà, thì có lẽ là ba nước, nó gọi là gì, ba nước Đông Dương á, ba nước Việt Biên, ngôi nhà Đông Dương đúng không? Việt Biên Lào, nhưng bây giờ Biên không có chơi, má chỉ có Lào thôi. Cũng hên cái số phận gia đình tao cũng đỡ. Có nghĩa là, nhưng mà họ là người Lào, họ dễ thương, mà Thái dễ thương, chứ lại họ là cái quốc đạo của họ là đạo Phật, hiểu không? Cho nên vì đó cũng dễ thương, mà hên cái gia đình tao là người gia đình tao, ông xui tao cũng người Lào, thằng rể tao cũng người Lào. Là đó là nhỏ gái lớn, cho còn con nhỏ gái thứ hai thì nó người Ấn là cũng là người cũng thuộc về cái dạng gốc như là đạo Phật đi mình. Ở người Ấn thì nó có nhiều đạo,
Người Ấn cũng là người Lào luôn đúng không bố? Người Ấn cũng là người Lào luôn đúng không? Người Ấn cũng là người Đạo Phật luôn, mình cho là coi như lấy cái chuẩn là người Phật. Chứ không phải người Lào hả? Chỉ là người Đạo Phật thôi chứ không phải người Lào đúng không? Không, người Ấn mà. Ấn hả? À quên, Ấn Độ đúng không? Đúng rồi, Ấn Độ. Đó à. Là thằng đế làm để cái gì? Còn thằng đế thứ nhất vậy, là vậy nó là người Lào. Vậy là ông già Liên Hợp Quốc rồi, ông già là hợp Trung Quốc rồi. Vậy nó chơi ghê thì Liên Hợp Quốc rồi. Tại vì từ đó ra, vì từ đó cho nên ra vì cũng may mắn, chứ thực chất là người Campuchia cũng giống như người thờ Mông bên này là xuất phát từ cái chỗ Việt Nam mình, mà cái thời và thờ Phun Rô mình nhớ không? Cái thời Phun Đúng Rô rồi, đúng rồi. Đó thì cái đám tàn quân của Phun Rô đây thì được Mỹ nó bảo lãnh, nó cho qua bên này mà nó ở tiểu bang Bắc rất là nhiều. Tụi Hờ Mông á, tụi là Hờ Mông á, Hờ Mông thì nó biết nó là người Hờ Mông Việt Nam, bởi Hờ Mông á nó giống như kiểu như nó ở ngay cái đỉnh, rồi ở đây là Việt, rồi người Lào, người Campuchia nó ở ngay cái đỉnh, vì cái đó là Hờ Mông Việt Nam nha. Thì thì nó qua đây rất là nhiều, thì nó cũng không ưa vì cũng bị tuyên truyền, nó cũng bị tuyên truyền, nó cũng bị cái đám mà bên truyền thông bẩn của nước của Mỹ này. Nói chung là mình phải hiểu một cái điều là anh này giống kiểu như tại sao tôi gọi là sang đầm quốc tế, tức là anh giống kiểu như gác cổng ở của cái thế giới này, nên ra là anh ví dụ như anh muốn làm một cái gì đó, nhưng mà bây giờ thì hầu như là phía bên Đông Nam Á thì chỉ có vấn đề Tàu thôi, chứ còn mấy cái nước nhỏ 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 thì anh bớt xía rồi. Tức nói chung là cái sự mà gọi như là gây tính cách chia rẽ thì anh cũng bớt bớt, nó thẳng là có chứ không phải là không, vẫn còn GRFA qua viết thì cũng xì xói, nhưng mà ít, nhưng chủ yếu là dùng Trung Quốc. Bây giờ Trung Quốc thì nó một cách khác hay chăng nữa thì cái chuyện nó cũng đúng thôi. Mà tôi nói nhắc lại cái chuyện mà cái thời năm 1979 đó, 79 mà coi như là Việt Nam mà đánh với lại Campuchia đời diệt chủng á, thì thì lúc đó là tao đã đi bán vợ trời, nó hẳn là thời đó bán vợ trời. Quỳnh Thúc Kháng á, Quỳnh Thúc Kháng ngày nào cũng vậy, thấy bắt loa gọi là chiến tranh xâm lược rồi tùm lum lên, rồi thì sau 1979 thì qua tới phía biên giới Tây Bắc thì đó thì cũng là đúng rồi, cũng Việt Nam mình cũng khổ thời đó, rõ ràng là khổ, mới vừa hòa bình xong thì đông yên phía. Nhưng mà ai khổ khổ ai khổ khổ chứ bố đâu khổ đâu, đúng chưa? Thời đó ông già còn đi bán hay bán chờ trời, ông lừa người ta, ông bán đồ dỏm cho người ta, ông lời cái mộ luôn, ông đâu có khổ đâu, đúng không? Đúng không? Đương nhiên rồi, phải chiều đó phải chiều đó mà thằng Long Thủy mà nó vô Sài Gòn đây nha, đủ nó bán nó đủ cái này dỗ vui. Ông già thời đó đang hưởng đủ mấy vậy á. Bà hai anh em tao với nó, tao ra Hà Nội tao với nó ngồi cái có kỷ niệm rất là buồn, xe từ xe lạnh, ảnh rước tao mày ra xe lửa đem về, cái hai anh em ngồi trong cái đề, trong cái lúc mà chờ để vô trong lăng bác để mà chụp hình hay quay phim rồi đó, thì hai đứa ngồi cái chỗ cái ghế còn cái bức hình đó, với lại hai đứa chụp lên một cái bức tượng, tao nhớ là ở dưới có cái đề chữ là quyết sinh để như gì, nhiều quyết sinh quyết tử gì đó. Thì cũng là một cái kỷ niệm. Luân Thủy cũng dễ thương, nhỏ con dễ thương cũng được, ok. Nói một cái khác, thời đó cái thời Việt Nam mình nó thực sự là cái thời đó rất là khổ. Khổ ở đây là vật chất thì không nói, nhưng mà cái vấn đề là chiến tranh Tây Nam rồi chiến tranh phía Bắc, cho nên vì cái đó ra Việt Nam mình kinh khủng thời đó, rất là đúng là khổ, vừa khổ nghe là khổ trăm bề đó. Đúng rồi, bởi vậy ta ý tao muốn nói cái điều này nè, có nghĩa là cái hạnh phúc bây giờ mà Việt Nam hiện giờ đang có nó không dễ giàu gì, nó không dễ giàu, nó gian vô giá, nó gian nan mà nó có thể là mình nói là đổi tất cả mọi cái thứ gì trên đời này nó tới được tới bây giờ không có gì sánh nổi, nó thẳng là như vậy. Và Việt Nam mình đã lèo lái mà con thuyền đất nước để đưa đến được ngày hôm nay là quá ư là tuyệt vời, nó thẳng là như vậy. Là mở về viết sau khi mà hòa bình rồi thì tất cả các bên Liên Hiệp Quốc mà khi mà Khmer Đỏ mà nó gọi là gì đúng rồi cái Pol Pot đó, Pol Pot thì người Việt mình đã đi qua đó để mà đánh để mà giải cứu người dân, nói chung các khác đi, nó tinh thần nhân đạo. Thì ngược lại phía bên Liên Hiệp Quốc và phía bên kia phía bên Mỹ nó dựng lên một cái màn kịch là gọi là Việt Nam mình đi xâm lược đó, thì vì chỗ đó mà thấy rõ ràng cái người Việt, cái đất nước Việt của mình không bao giờ mà bị, không bao giờ, bởi vì tức là mình phải cảnh giác
thực sự mà phải nói là từ phút, từ giây, từ ngày, từ tháng, nói chung là cái mình không giác nó đập phá, nó làm đủ trò. Tứ bài thọ địch đúng không, gọi là tứ bài thọ địch đúng không? Cái thời đó đã qua rồi, cái thời đó đã qua rồi. Bởi vì mình thấy là giữ một cái đất nước mà được yên bình như ngày hôm nay không thể nào, mà mình phải nói là quá giỏi. Yeah. Trong khi đó năm 1779 thì đức thằng Tàu nó làm ăn gì, nó kết hợp với lại cái tám kia nó lại quất mình, là bởi vì cũng đứng sau lưng cũng là cái thằng Khmer, cũng là thằng Pol Pot đó. Yeah. Vì đó là Việt Nam mình khổ, là cứ như giống như kiểu giờ vừa không có lương thực nè, vừa đói nè, vậy mà người Việt Nam mình nói rất là hay. Cái thời đó đáng lẽ là đói rồi đó, đáng lẽ là coi như đói giống như kiểu như ngày cái năm 45 rồi đó, nhưng mà không, vẫn còn sống nhăn răng, vẫn ăn bột, ăn bò bò, ăn đủ thứ cho mọi người. Trải qua những cái năm tháng đó mình mới thấy là người Việt mình rất là kiên cường, hẳn là vậy. Và cái hạnh phúc và cái tự do hiện giờ mà mình đang có không dễ gì. Thì bởi vì mình, nhưng mà đôi lúc mình nghĩ ra đủ mấy cái nước chút xíu à, nhỏ bằng cái cây tăm mà trên cái bản đồ thế giới à, mà từ hồi xưa tới giờ kiếp nạn, nó chỉ kiếp nạn thì không đúng, và các nước phương Tây, các nước toàn thế giới mà chú ý vào cái Việt Nam mình làm con mẹ Việt Nam không biết được. Rõ ràng cả hàng trăm năm từ Pháp rồi tới qua địa vị thế chiến tới Nhật rồi tới thằng Pháp làm lại, rồi bắt đầu cái gì chia đôi đất nước, rồi bắt đầu mới vậy, rồi miền Nam miền Bắc, rồi là lật đổ tùm lum tà la tên tội. Chỉ có thực sự yên bình, mình mới nói một cái câu như vậy, chỉ có thực sự yên bình bắt đầu từ sau ngày 1975, mà cũng chưa yên bình nữa, tới 79, dạ, chưa 79 vẫn còn là chiến tranh, mà tới 80 82, như chiến tranh kết thúc đâu, chính thức kết thúc là 89 90 gì á, bác cầm 90. 90 vẫn còn đánh ở phía Tây Bắc mà. Đó thì chính thức mà kết thúc là vòng khoảng đó đó. Tại vì năm 89 á, năm 89 đó là rút quân từ Campuchia về, năm 89. Đó một cách chính xác á, nếu mà có nước đó một cái chính xác á, mà để mà mình nói thì Việt Nam mình sau ngày đúng một ngày 30 tháng 4 là sai, theo tao sai, cá nhân theo của tao nha. Chỉ chấp tiếng súng. Chỉ sau một ngày 1990 hoặc là 1990 mấy á. Là bởi vì thời đó vẫn còn Trung Quốc nó vẫn còn đánh mình mà 79 80 chứ, 1980 thì vẫn thì sau cái ngày đó tới bây giờ thôi. Bởi vì ta mới nghĩ chứ còn mà thì mình nghĩ mình thương con dân nước Việt mình. Có nghĩa là cái đất nước mình nó nhỏ xíu à, mà nó không biết bao nhiêu là tai nạn, không biết đúng bao rồi, nhiêu là 1990 mà không biết bao nhiêu là những cái chuyện mà. Tại sao chúng ta lại không trân quý cái điều đó ta? Mình mới hiểu được cái điều đó. Nhưng mà có những cái thành phần mà mình cảm thấy là nó là máu lạnh, nó không cần biết, nó không trân trọng những cái điều đó. Mình cảm thấy là mình mà mình mới cảm thấy mình rất là bực mình, bởi vì cho mình có cất tiếng nói lên, tao mày rồi những người mà có một chút xíu gì yêu quê hương mình thì mình cất tiếng nói lên để mình chống phá, bởi vì tao thấy là hình như nó nghịch lý ở cái chỗ là tao cũng là người, tao cũng là máu đỏ da vàng, nó cũng máu đỏ da vàng, cũng nói tiếng Việt, nó cũng nói tiếng Việt, nhưng mình yêu quê hương mình bao nhiêu thì nó là thù ghét quê hương mình bao nhiêu. Mình thấy lạ lùng cái chỗ đó, nó kỳ cục chứ đó. Nhưng mà nếu mà bố mà lỡ lời, bố chửi nó là dân ngoại bang là nó giận á. Mới nói biết sao, tự ái nó cao lắm, đúng không Việt Nam, nó giận mà tự ái cao lắm, vậy không chịu đâu. Cái gì của Việt Nam là đều chống, đều đi ngược lại hết, nhưng mà nó ngoại bang là nó giận rồi, kỳ vậy. Xấu tới đầu đó. Mình không phải nói mà phải nói một cái điều gì về là cái là cũng giống như kiểu mà một cái đứa trẻ khó trị vậy. Đã vừa ngu nè, vừa không kiến thức nè, vừa lì nè, mà hay nói là tự ái, đúng không? Phải nói là không? Đúng rồi, đúng rồi. Ngày hôm qua có nói chuyện với một cái bà khách. Bà này cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng cỡ tuổi bác Cầm á, cũng cỡ vòng 70 á. Ngồi nói chuyện với bà vòng hồi cái bà nói... tao nghe nói là ở Việt Nam á, tụi bay hồi xưa á, là cũng là chiến tranh đồ nhiều lắm phải không?
tại vì nói chuyện về đồ ăn nè, đồ ăn giật giá rồi cái mình mới nói là tại vì có nhiều khi á mình cũng bị phụ thuộc, mà cũng mình nói về đồ ăn mà lúc này lên giá khó khăn á, thì mình nói là có nhiều nước trên thế giới này nó phụ thuộc từ Trung Quốc, cho nên cái gì cũng phải vận chuyển qua lại, rồi bây giờ Covid nữa cho nên nó giật giá, rồi lạm phát đồ nó lên, cái gì cũng mắc. Nó nói hồi cái bà ban sao cái ban tới Việt Nam. Bà nói tao nghe nói Việt Nam mày hồi xưa là cũng ý bà giống như là vậy nè, nói đại khái là giống như bà nói là Việt Nam mày hồi xưa là cũng là trầy da tróc giấy lên bờ xuống ruộng với cái đám ở vòng quanh thế giới này dữ lắm phải không? Đúng rồi. Xong rồi mình mới nói ồ bà mà muốn nói về lịch sử Việt Nam tôi ngồi tôi kể chuyện cho bà cả tháng cũng chưa hết nữa. Ồ, mình mới nói Việt Nam mình á, về sơ sơ thôi là ngàn năm bị giặt tàu đô hộ. Đô hộ. Xong xuôi rồi tới hết tàu, xong rồi tới Pháp, rồi cái hết Pháp rồi tới Mỹ, rồi hết Mỹ đúng tưởng rồi. Đâu đó ngon lành rồi tới mấy ông nữa. Đó, rồi xong. Nhật thời gian nữa. Mình nói trong thời gian Campuchia thì trên miền Bắc nó lại đổ xuống cho 600.000 quân nó đập nữa, coi như cùng một lúc đó, rồi phải chia hai ra đánh. Mà mình kể cái thời gian đó là cái thời gian đất nước của tôi là phải nói là nghèo, mà coi như là nghèo nhất á, coi như là cái sổ gạo mà cũng mất tiêu cái sổ gạo luôn, mà còn phải đi đánh giặc. Mình phải công nhận một cái điều này nè, thơ quan, mình phải công nhận một cái điều này nè, cái người dân Việt Nam á. Họ từ xưa giờ họ cái đích là coi như là họ ăn gạo, hoặc là họ từ xưa là ở trong một cái chế độ cũ á, thì họ được tài trợ bởi 100% của Mỹ. Cho nên vì sau khi mà Việt Nam vào mà để mà họ không hiểu được sâu xa nguyên nhân, và hồi xưa tao nhớ có cái sổ gạo mà nhớ. Đúng rồi, sổ gạo. Có sổ gạo thì họ lấy làm là gọi là vừa ngạc nhiên mà họ không hiểu được, nhưng mà cũng nhờ đó cái mà Việt Nam mình đã vấp phải là cái nạn đói năm 1944, nạn đói năm mấy ta, 45 ở ngoài Bắc chết 2 triệu người đó, đúng rồi. Thì tao thấy cũng hay mày, thời đó ăn bao bo nè, ăn bột nè, ăn bột mì của Liên Xô chuyện viện trợ nè, ăn đủ thứ. Bác cầm với Thơ Quang tiếp tục nói chuyện nha, Việt Ray bận tí xíu, tí nữa Việt Ray rồi lại. Nhưng mà thời đó chào Thơ Quang, Việt Ray chào cả nhà. Thời đó không ai chết nè. Dạ. Không ai chết thì đói. Điểm thứ hai á, có nghĩa là nếu mà không có cái sổ gạo đó là chắc chắn là sẽ chết đói, là bởi vì sao? Có những cái đám gian thương nó sẽ đúng rồi thao túng đúng không, nó đầu cơ là mấy thằng kia là chết, mấy thằng dân kẹo mấy người này là chết. Cho nên vì cái đó cũng là một cái điều hay, có nghĩa là cái lương thực nó đã ít ỏi rồi nhưng mà phải chia đều ra, người đúng giàu rồi. Cũng vậy mà người nghèo cũng vậy, ngược lại mà nếu thả lỏng ra một cái là coi như tiêu. Thành ra đó cũng là một cái chính sách. Tôi nghĩ tôi nghiệm lại tôi tham ý thấy hay, bởi vì nếu không thời gian đó mà không có ai chết đói, có khổ thật, ăn bột ta ăn bột phải nổi mà bánh canh rồi xong chiên rồi nói chung là tắt từng tật rồi có làm tí cái bột rồi nhúng vô nước rồi xong rồi đếm ra cục rồi liên nó cho nó làm đủ rõ rồi bo nói chung nhiều cái mà cũng khổ gian nan, mà giờ mình kể cái chuyện đó không hết cái thời đó thì mà thời bao cấp á đó. Rồi cái gì cũng tem phiếu nhưng mà chính như vậy thì cái xã hội nó không có loạn. Và thời đó mình nhớ mà tức như là ngăn sông cấm chợ là bởi vì sao, không có để cho một cái lương thực nó rải dài ở đâu cũng giống gì đó đều. Tao nhớ ở miền Tây ví dụ như là thịt heo thịt đồ cũng không được quyền đem lên thành phố, từ thành phố cũng không được quyền đem thực phẩm xuống em, có nghĩa là họ chia rất là rõ ràng để chi. Tao nghĩ là cái lương thực cái đó thời đó là thời đói mà, cho nên cái lương thực nó góp một cái phần rất là quan trọng trong vấn đề nhân dân, mày không? Thí dụ đặt trường hợp ví dụ ở tỉnh miền Tây đi, ở Long An hay là cái đâu đi, mà ở đó là lương thực dồi dào, thịt các cái đầy đủ, rau quả đầy đủ, thì những cái dân mà ở các tỉnh lân cận nó sẽ ùa vào. Đúng rồi. Hoặc là nó thẩm lậu. Họ chia ra một cách lên đều để dàn trải. Ở đâu nó cũng giống như nhau thôi. Thế thôi.
đó thì cũng rất là hay. Nhưng mà à, thì còn cái thời gian đó đó, bây giờ tụi nó cũng đem lên tụi nó chửi à, tụi nó đâu, nó đâu cần biết cái chuyện đó, tại sao mình đi vậy, tại sao như vậy, nó không hiểu sâu xa, nó chỉ biết là ngăn sông cấm chợ rồi lùi sổ gạo này kia, bắt đầu nó biêu diễu. Nhưng mà nó làm chết được, phải công nhận là người Việt Nam mình là được các cấp mà nói chung là cấp các lãnh đạo lèo lái mà con đường của đất nước mình vượt qua cái thời gian đó, ta gọi là thời gian khủng hoảng. Đúng rồi, rất là hay. Sau khi chiến tranh kết thúc giữa hai miền ra Bắc á, là ta không nói, nhưng mà đùng một cái là cái phía Tây Nam, phía Tây Nam ở biên giới Việt, ở biên giới Campuchia với lại miền Tây, đùng một cái qua phía Bắc luôn, tức như là còn hai trận chiến kéo dài. Đúng rồi, ghê gớm. Ta mới cái thời gian đó mình mới thấy là người Việt mình rất là kiên cường. Bởi vậy ta cũng đi nhắc lại hoài, từ xưa giờ mình chỉ nói có vấn đề xa bấy năm thôi, mình chủ yếu là cũng nói vấn đề coi như là ngụy quân ngụy quyền đại khái là vậy, hoặc là gì đó bằng quà. Nhưng mà giờ mình mới thêm vào, mình mới thấy là trong thời điểm đó nó không phải là hai một cuộc chiến tranh, mà nó là ba cuộc chiến tranh. Thứ nhất là Việt Nam, chính xác, thứ nhì vậy là Campuchia, thứ ba là Trung Quốc. Dạ, mình là ghê đó. Bây giờ mình nghĩ lại mình mới thấy mình mới hồi rồi, chưa kể bố chưa kể cái ông Phun Rô, ông quậy ở Tây Nguyên nữa. Đúng rồi, nhớ không? Bố nhớ cái, cái đám Phun Rô nó quậy ở Tây Nguyên. Bởi vậy thôi, thiệt đúng rồi. Thì bây giờ mình mới ngồi mình nghiệm lại mà tới ngay bây giờ mà đất nước mình mà đã ra được 4-7 năm châu, xe VinFast ra tới đã, mới đây nó đã triển lãm cái ô tô show thứ gì rồi, xong có bây giờ ta thấy nè, đây là tiệm Quốc Thiên đó, bây giờ là có người đặt cọc được được cái xe VinFast mình, bây giờ bán chạy quá rồi. Thì nói như vậy để cho mày hiểu rằng đất nước mình trỗi dậy đến một cách mà giống như gì, mình nói đơm na mà cái dân mày thuật ngữ của những vấn đề chính trị, không một con rồng châu Á đang nổi dậy đó, mày hiểu tao nói không? Và cái ta hy vọng là cái con này đang nổi quá này đang bền vững thôi. Tại vì những cái dự, tao nghĩ là những cái chuyện mà con người Việt Nam mình, mà đất nước Việt Nam mình đã khổ ải và đã trải qua quá nhiều cái cuộc sống sóng gió ở cái vấn đề ấy, thì mình thấy là rất là kiên cường. Phải công nhận Việt Nam mình rất là kiên cường. Bởi vì hồi tưởng lại những cái ngày tháng năm đó, mình mới thấy mình khủng khiếp. Đó là những người trực tiếp trên mặt trận nha. Còn những người dân á, làm đủ thì họ lại đi kinh tế mới rồi, các anh thời đó cũng là cực khổ, họ cũng than thân trách phận nữa. Nhưng mà những năm sau này mình thấy ngược lại những cái thành phần kinh tế mới đó, ngược lại bây giờ nó giàu hơn người thành phố. Đúng rồi, chẳng hạn như là Bảo Lộc là Lâm Đồng, là những cái chỗ mà khỉ ho cò gái như Bình Dương, Tân Nguyên rồi, ta nghe nói ở dưới giờ dồi dào lắm, trang trại không, toàn trang trại dân đại gia không, dân đại gia không. Bởi tao nói thiệt, bây giờ thì mình không, mình vui mừng thôi, mình không còn gì phải thắc mắc, người ta cười hoài thôi. Bây giờ lúc đó tao ngồi tao cười hoài ở trên không gian mạng này, thì bố quen rất là nhiều người hỏi con ở đâu vậy, con ở Bình Long, Phước Long. Dạ. Nhưng mà mày phải hiểu là thời đó ở cái địa danh đó là chiến tranh kinh khủng, An Lộc nè, Bình Long nè, Phước Long tao biết mà, tao đi Xuyên Lâm, tao đi đứng tao biết mà, thời đó là chiến tranh khủng khiếp, gì Phú Giáo nè, An Điền, Rịch Bắp rồi. Trời ơi, chỗ đó là thôi tao nói được là coi như là đánh nào tơ tả luôn, mà bây giờ những cái chỗ đó lại giàu. Buồn cười. Thì nói gì thì nói chẳng được, tao nói bây giờ riết là tao nói với mày rồi, riết là tao cũng chẳng để thèm để ý cái đám cò ke lục chốt mà nó ngồi nó xuyên tạc, nó nói chuyện gì tao, tao ngồi tao buồn cười, tao cũng bình nói hết. Tao có nhiều khi tao cũng chẳng thèm để tâm nữa, khổ vậy đó. Mày hiểu không? Nói tụi nó mệt. Nó nói giống kiểu là chó sủa trăng thôi, chứ đất làm con mẹ gì cũng giống như tao mới coi cái tin này, thì cái thằng này khoa khắp là đủ, nó la làng lên mà đủ, nó la vụ cái xe VinFast đó đủ, mà nó nói vậy vụ tổ cũng rất bỏ đi, mà ngược lại nó la chừng nào thì xe VinFast bán còn đắt nhiều chừng đấy, nó mới là ghê. Tao nói giống kiểu như là khổ mình, nó mệt rồi. Tao nói rồi, cái đất nước Việt Nam mà hồi xưa tới bây giờ rất nhiều người chống phá, nhiều đất nước chống phá, chắc không phải riêng tao, không nhớ cái năm gì ta, năm 1972 thì cũng có một cái trận người Campuchia, được gọi là năm 60 mấy chứ, 60-70 gì đó, có một trận gọi là trận cáp dùn. Cáp dùn là gì? Cáp dùn là cố tiếng nha, tiếng Campuchia có nghĩa là nó lấy dao chặt đầu của mày. Yeah. Campuchia lâu rồi, trước trước cái năm bảy
trước cái Cờ Mây Đỏ. Tức là một trận rồi. Bây giờ làm trận nữa rồi xong rồi, nhưng mà mình diệt Tiêu bởi rồi. Thì mấy lúc gần đây thì cái tình hình chính trị nó thay đổi, tao không hiểu nữa rồi. Thằng cha mà Hun Sen bây giờ thân Trung Cộng, thân Trung Quốc hay gì đó. Thì tính xóa bỏ lại cái lịch sử mà đụng với Việt Nam mình đã cứu đó. Cái chuyện đó là chuyện kệ mẹ đi, nhưng mà có điều thật kệ cha nó, mình ăn thua mấy ông lớn nhà mình. Mấy ông lớn nhà mình thì cũng tài lắm, có nghĩa là cũng không dễ dầu gì mà ăn hiếp ổng được đâu. Cho nên đừng tao yên tâm, nó hẳn là tao không yên tâm. Tao mình là con dân mà, mình cũng đủ đầu óc, mình cũng không rành mấy ổng. Cho nên ra mình chỉ lo nói một tiếng nói công tâm thôi, thì mình chỉ lo những cái phòng ngoài giống kiểu như hàng rào. Tao với mày thường hay nói ví dụ mà mình giống mình kia rồi, nhưng mà camera chạy bằng cơm thế thôi. Dạ, camera bằng cơm, đúng không? Vậy thôi, chứ còn thực chất ra thì mấy ổng quá giỏi là mình cũng không bàn cãi nữa. Rồi còn ba cái vụ mà tình hình mà trong xã hội gì hiện nay nó có những cái trụ nổi cộm, chứ hạn như là thiền am thiền yết gì đó, thì để cho nhà nước ta xử lý, người ta lấy vào cuộc rồi ta lấy, thì cái gì thì cũng có cái lý do của nó. Cái thằng quỷ kia, cái thằng quỷ Vũ nó nói chú ơi, chú đi coi cái phim này hay lắm. Hỏi phim gì? Phim Phố Trong Làng. Phố Trong Làng thì có nghĩa là ở đây cái nhà nước Việt Nam mình không che giấu điều gì cả, không che giấu gì cả. Ở đâu đó trong phố trong làng vẫn có những sự tham nhũng nhỏ nhoi, mà ở đây á không phải là cái người có chức quyền cao, nhưng mà chính mình coi lại, tao mới coi cái hai tập mà tao đã bước kìa, tức là những người làm ăn gian dối qua mặt, họ tự động nối kết và họ mua chuộc. Thiếu chạy nhiều lắm, nhưng mà những người nào mà những người ý tao muốn nói là những người nào mà nó có một cái tiếng nói mà rất là hay phê phán Việt Nam này kia khác, nên coi bộ phim đó của Việt Nam sản xuất, toàn là vấn đề giữa công an và người dân thôi, thì mình sẽ hiểu được cái câu chuyện là lý do tại sao có tham nhũng. Đúng vậy, thì hoặc là tham nhũng chuyện nhỏ, chuyện từ sớm là nếu anh làm ăn mua bán đàng hoàng thì đâu còn gì phải tham nhũng, có nghĩa anh đâu có hối lộ làm gì, tại vì anh gian dối. Đấy, cho nên việc nó mới xảy ra thì đó, tao mới coi cái hai tập thôi, tao đi xuống tao coi mà tao đâu có coi, bởi vì cái đầu tiên vô tao thấy tao ghét, tao không thèm coi nữa. Anh chàng đi công an, có một con người tình, có một người yêu phạm tội, người yêu đi lấy thằng kia, nó già hơn là thằng người quê tánh tao, nó kỳ cục đó. Tao là kỳ cục, tánh tao cái tính cách là kiểu như mà nó sao cho tôi hiểu, hơi phong kiến. Tao không có chấp nhận cái chuyện mà phụ bạn, mà tao không chấp nhận chuyện phụ tình. Thế tao yêu rồi, tao yêu tới nơi, thế nhưng mà thực chất tao không chấp nhận tao bị phản bội. Tánh nó kỳ vậy, đúng rồi. Kỳ cục lắm. Ok.